Từ thuở sơ khai chỉ có bóng tối tồn tại và sau đó, bang, từng bước bắt đầu sự sống trong thời gian, không gian và vật chất vô tận. Giờ đây, hãy hướng tới những điều mà trước đây chúng ta chưa tưởng tượng được vượt quá giới hạn sự tồn tại của chúng ta ở một nơi mà chúng ta gọi là vũ trụ. Đó có lẽ là viên đá thần kỳ trong ngành khoa học nghiên cứu về các hành tinh. Liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này? Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất mà chúng ta có thể trả lời được. Chúng ta chưa thực sự có một định nghĩa chính xác về sự sống, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ biết được một khi tôi phát hiện ra được. Sự sống có thể có rất nhiều dạng, và tôi nghĩ một điều rất hay, đó chính là sự đa dạng mà chúng ta có thể tìm được ở những nơi khác. Chúng ta liệu có phải là một hành tinh cô độc, hay là liệu có tồn tại sự sống bên ngoài trái đất? Những thành viên của một lĩnh vực mới mẻ là thiên văn sinh học đã cùng chung tay để giải quyết bí ẩn ám ảnh này. Khám phá vũ trụ, liệu chúng ta có cô độc trong vũ trụ bao la? Sự sống, một thứ rất quý hiếm trong vũ trụ của chúng ta. Hay vũ trụ bản thân nó giống như một vườn ươm thiên hà, tràn ngập mọi loài sinh vật. Mọi người đều có cách nhìn nhận như thế này về những người ngoài hành tinh. Họ có thể là những sinh vật có tạng người nhỏ bé, mắt tròn to và mũi nhỏ. Cũng có thể là vậy, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trên những hành tinh xa xôi, sự sống có khi cũng chỉ nhỏ bé như những phân tử cỡ con bọ thôi, hay là những con quái vật biển cả như trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, to lớn như những chùm sáng của dải ngân hà. Cũng có những hành tinh là nơi trú ngụ của những sinh vật công nghệ cao, hậu duệ của sự kết hợp giữa sinh học và máy móc. Một cách để giải thích những ý tưởng về những người ngoài hành tinh với những tiến bộ vượt trội là cố gắng mường tượng về những khả năng của chính chúng ta trong tương lai. Có thể là những con người có thể kết hợp máy móc. Tôi cảm thấy như tôi đã trở thành một con người nửa máy. Ý tôi là tôi có chiếc máy tính xách tay này, đi đâu tôi cũng mang theo. Nó đóng vai trò như bán cầu não thứ ba của tôi. Cả cơ thể tôi cũng đang thay đổi và trở thành giống một người chuyên sử dụng máy tính xách tay, và vì thế tôi trở thành một người máy tính. Có thể là sự sống tràn ngập khắp vũ trụ, chúng ta vẫn chưa từng có bằng chứng để khẳng định rằng chúng ta không hề cô độc. Vì thế chúng ta hướng ra bên ngoài không gian và không ngừng tìm kiếm. Trong quá trình săn tìm sự sống của người ngoài hành tinh, nhà soạn nhạc kiêm nhà khoa học về các hành tinh David Greenspoon đã đi đến một ý tưởng khác. Tôi cũng rất băn khoăn về sự sống ngoài hành tinh. Liệu họ có âm nhạc hay thứ gì đó tương tự như âm nhạc không? Âm nhạc về cơ bản là những sóng âm và giai điệu thuộc về bản chất của vũ trụ này. Chỉ cần có sự dao động, sóng âm, giai điệu và những âm thanh là chắc chắn có thể có giai điệu. Vì vậy tôi có thể tưởng tượng ra, và đây chỉ là sự hoang tưởng của tôi thôi nhé, một sự tương tự đối với âm nhạc của thế giới này trong tương lai xa xôi, khi mà chúng ta có thể pha trộn văn hóa âm nhạc của chúng ta và văn hóa âm nhạc của những người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ là bạn sẽ có được rất nhiều sắc thái đa dạng trong lĩnh vực thiên văn sinh học nếu bạn nói chuyện với nhiều nhà khoa học khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có khá nhiều người đồng tình về những mục tiêu xa. Chúng ta muốn tìm kiếm sự sống ở những nơi khác, nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng có thêm được rất nhiều hiểu biết về chính lịch sử sự sống trên hành tinh trái đất. Trong lĩnh vực thiên văn sinh học, một trong những mục tiêu cơ bản trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh là đầu tiên phải khám phá ra quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất. Một trong những bí ẩn lớn chưa có lời đáp trong lĩnh vực thiên văn sinh học, tất nhiên cũng là sự sống đã bắt đầu trên trái đất như thế nào. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được quá trình đó, thì chúng ta có thể định hướng được liệu nó có thể bắt đầu ở những nơi nào khác. Trái đất nằm trong khu vực có thể tồn tại sự sống. Đây là một khu vực trong vũ trụ nơi có những điều kiện thuận lợi cho các dạng sống mà chúng ta biết rằng có thể tìm thấy ở hành tinh của chúng ta. Chúng ta cách mặt trời một khoảng cách hợp lý, vì thế đại dương của chúng ta không bị bốc hơi, nên nhiệt độ không nóng quá mà cũng không lạnh quá, và chúng ta có khí oxy giúp cho chúng ta có thể thở được ở trong bầu khí quyển. Trái đất chính là thiên đường trong vũ trụ cho tất cả các dạng sống, từ những sinh vật đơn bào như vi khuẩn đến những động vật có vú đa bào to lớn, trong đó bao gồm cả con người. Người ta tin rằng tất cả dạng sống trên hành tinh của chúng ta đều bắt nguồn từ một tổ tiên chung là một phân tử đơn bào, từ khoảng 3,4 đến 3,8 tỷ năm trước.
approximately 3.4 to 3.8 billion years ago. Nhưng làm thế nào mà phân tử đó xuất hiện được thì vẫn còn chưa có lời giải thích hợp lý. Một cách để tìm ra câu trả lời đó là tìm kiếm những viên đá có từ thời cổ đại, nơi những vi phân tử còn để lại chút dấu vết. Địa chất học là công cụ quyết định trong quá trình tìm hiểu về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống trên trái đất, bởi vì những ghi chép lịch sử về sự sống trên trái đất gần như được ghi lại chủ yếu trên những phiến đá mà chúng ta đặt chân lên. Chuyến đi của nhà địa chất học Abigail nhằm khám phá nguồn gốc của sự sống được cô về chính khu vườn sau nhà mình. Khu vực Pilbara ở phía tây nước Úc có những phiến đá lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta. Chúng đã 3 tỷ rưỡi năm tuổi. Khu vực Pilbara này có những phiến đá từ thời kỳ đại tiền thái cổ và vẫn còn trên trái đất cho đến tận ngày nay. Chúng còn một số mảnh đá có thể còn lưu giữ những bằng chứng của sự sống. Hành tinh trái đất đã tồn tại được khoảng 4,6 tỷ năm, nhưng hầu hết bề mặt ban đầu của nó đã bị xóa sạch do quá trình kiến tạo màng và bào mòn. Lớp vỏ vô cùng dày tại Pilbara này đã giúp nó chống lại sự tàn phá của những quá trình địa chất. Khu vực này không bị ảnh hưởng nhiều của quá trình kiến tạo màng và những đặc điểm nguyên bản đang nằm trong lớp đá trầm tích này đã phần nào sẵn sàng chờ chúng ta khai phá. Cũng có những phiến đá trầm tích có niên đại tương tự khoảng 3 tỷ rưỡi năm tuổi tại Nam Phi, nhưng cho tới giờ, Pilbara dường như đã thu thập cho mình được một bề dày hóa thạch phong phú hơn. Anwood đã mất hơn 3 năm nghiên cứu sự hình thành của một số phiến đá tại Pilbara, kiểm tra những cấu trúc bất thường, có hình nón hoặc hình tròn, những hóa thạch được hình thành bởi những sinh vật sống khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước. Chúng tôi nhận ra rằng cái chúng ta đang quan sát ở đây là phần còn lại của một thân đá cổ đại, một dạng sinh vật sống. Nó không giống như thân san hô, giống như những gì chúng ta đã quen thuộc ngày nay, mà nó là một thân đá stromatolite, những cấu trúc được hình thành từ các vi sinh vật. Stromatolite là những cấu trúc đá hình thành dưới đáy biển, nơi những đất trầm tích mịn được dựng lên thành hình nón, hình vòm và các hình dạng khác trong một thời gian dài với sự trợ giúp của các sinh vật nhỏ bé. Một thân stromatolite không phải là một sinh vật sống, nhưng nó là một cấu trúc được tạo bởi những sinh vật sống. Khi chúng tôi tìm thấy một thân đá này trong những hóa thạch, cũng giống như là tìm thấy được vết tích của một vi sinh vật đã chết từ lâu. Nhưng bản thân những vi phân tử hầu như không bao giờ được bảo quản dưới dạng hóa thạch bên trong các thân stromatolite. Không có vi phân tử thì vô cùng khó khăn để xác định được liệu một thân stromatolite cổ đại có phải là bằng chứng của sự sống không. Nhưng trong trường hợp này, Anwood đã phát hiện ra rằng những thân stromatolite tại Pilbara thực tế lại có yếu tố sinh học. Có thể cô ấy vừa mới phát hiện ra một bằng chứng cổ xưa nhất của sự sống trên hành tinh chúng ta. Những thân stromatolite này là những bằng chứng thuyết phục có niên đại cổ xưa nhất về sự sống trên trái đất. Trong những cấu trúc hình nón tuyệt diệu này, không giống dạng lượn sóng hay một cấu trúc nào mà bạn có thể bắt gặp dưới đáy biển là dạng không có chứa hình thái sinh học. Đây được hiểu là những stromatolite, những cấu trúc trầm tích được hình thành từ siêu vi sinh vật tồn tại ở giữa khu vực trầm tích và đại dương. Anwood đã sử dụng những công nghệ của ngành địa chất để diễn giải môi trường mà những vi sinh vật đã hóa thạch này từng sống trong khoảng 3 tỷ rưỡi năm về trước. Những gì chúng ta nhìn thấy là ngay trước khi những stromatolite hình thành, một hình dạng rất giống thế này, một bãi đá trên bờ biển. Chúng ta thấy rằng những stromatolite chỉ tồn tại trong môi trường nước nông và không tồn tại trong những khu vực nước sâu có xuất hiện cùng thời điểm đó. Hệ sinh thái đã hóa thạch này cho phép chúng ta nhìn lại quá khứ và cái gọi là những di tích từ tổ tiên xa xưa nhất của loài người. Với sự ra đời của thiên văn sinh học và những công nghệ, cũng như cách tiếp cận mới nhằm giải mã những bằng chứng của sự sống, chúng ta có thể tương đối tự tin khẳng định rằng sự sống đã có mặt trên trái đất ít nhất là từ 3 tỷ 430 triệu năm về trước. Nhưng liệu sự sống có thể nào đã xuất hiện trên hành tinh của chúng ta, thậm chí còn sớm hơn như vậy không?
Bằng chứng cổ xưa nhất của sự sống chưa phải là bằng chứng về sự sống có niên đại cổ xưa nhất. Chúng ta không có manh mối địa chất học nào trong nửa tỷ năm đầu tiên khi trái đất hình thành, vì thế còn rất nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ. Những gì không có trong các tư liệu từ hóa thạch là cách sự sống được hình thành ban đầu. Con người chúng ta là hậu duệ của cát bụi từ những vì sao. 4 tỷ 600 triệu năm trước, mảnh vụn của những ngôi sao tạo ra những đám mây khí khổng lồ trong hệ mặt trời của chúng ta. Những đám mây khí này hình thành nên các đám bụi và dính vào nhau. Cuối cùng chúng tạo thành những tảng lớn gồm đá và băng được gọi là thiên thạch và sao chổi. Trong hàng triệu năm, những vật thể này va chạm với nhau, kết hợp lại để hình thành các hành tinh, trong đó có cả trái đất. Trong suốt những quá trình bắn phá này, trái đất là một thế giới có nước, nóng bỏng và độc hại. Nhưng cũng chính trong giai đoạn có nhiều thay đổi này, sự sống có thể đã xuất hiện bên dưới bề mặt đại dương, trong các lỗ thoát hơi thủy nhiệt gần khu vực có núi lửa. Ở đó, những hợp chất của bầu khí quyển và năng lượng đã hình thành các loại axit amin, những yếu tố quyết định của sự sống. Một trong những giả thuyết phổ biến đó là sự sống xuất hiện quanh khu vực các lỗ thoát hơi thủy nhiệt, bởi vì những điều kiện vô cùng đặc biệt tại đó, chính môi trường nước sâu hơn sẽ giúp bảo vệ tránh mọi tác động. Môi trường nước nông rất dễ gặp nhiều nguy hiểm trong suốt giai đoạn bắn phá giữa các thiên thạch. Nhưng câu hỏi chính dành cho ngành thiên văn sinh học là điều gì đã châm ngòi cho những vật chất vô tri biến đổi thành những vật chất sống. Chris McKay là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiên văn sinh học. Nhà khoa học thuộc NASA này đã dành hơn 25 năm để giải mã nguồn gốc sự sống trên trái đất và tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Đó là cả một bộ các học thuyết đưa ra những yêu cầu cần thiết để sự sống có thể bắt đầu và được hình thành trên trái đất. Vì thế, vật chất hữu cơ hình thành sự sống đầu tiên có thể được sinh ra do năng lượng của ánh sáng trên trái đất. Một giả thuyết khác cho rằng những vật chất hữu cơ khởi nguồn cho sự sống không được tạo ra trên trái đất, nhưng đã đến được trái đất. Các sao chổi chẳng hạn cũng có thể là một nguồn chất hữu cơ. Thiên thạch từ sao hỏa hoặc các thiên thạch có kích cỡ nhỏ hơn khi rơi xuống cũng có thể là một nguồn chất hữu cơ. Như vậy có nghĩa là những vật chất ban đầu được đưa đến từ bên ngoài, nhưng sự sống vẫn phát triển trên trái đất. Tuy nhiên, một giả thuyết khác lại cho rằng, không chỉ có những vật chất hữu cơ của sự sống là sự du nhập, mà chính bản thân sự sống cũng có thể đã được bắt nguồn từ một nơi nào đó khác ngoài vũ trụ. Chúng ta thực sự chưa biết là nên lựa chọn giả thuyết nào trên đây. Tất cả sự sống trên trái đất đều dựa trên những nhóm vật liệu chung, chủ yếu bao gồm carbon, hydro, oxy, nitơ, cũng như hàng vài chục các thành tố khác. Nhưng nhân tố cơ bản có vẻ là nước và carbon. Cấu trúc sinh học theo kiểu carbon và nước là hình thái quen thuộc nhất và có vẻ như là cách tốt nhất đối với các loài sinh vật. Các nhà khoa học nghĩ rằng những nơi có khả năng xuất hiện sự sống ngoài hành tinh nhiều nhất chính là những hành tinh có sự xuất hiện của nước và carbon trong chính hệ mặt trời của chúng ta. Sao Thủy và sao Kim là những hành tinh quá gần mặt trời nên không thể duy trì được nước ở thể lỏng hay có một bầu khí quyển giống như trái đất. Nhưng còn sao Hỏa, hành tinh ở vị trí thứ tư so với mặt trời thì sao? Nghiên cứu những bằng chứng cổ xưa nhất về sự sống trên trái đất có rất nhiều mối liên quan với việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Chúng ta có những bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng trong quá khứ, sao Hỏa đã từng có lúc có điều kiện khá thích hợp, ẩm ướt hơn, ấm áp hơn và có bầu khí quyển. Ngày nay, sao Hỏa trông giống như một sa mạc đỏ ngầu toàn bụi. Bầu khí quyển của nó quá mỏng nên nước ở dạng lỏng hoặc đã bị đóng băng hoặc đã bị bốc hơi ngay khi chạm xuống bề mặt của hành tinh này. Nhưng những tấm ảnh chụp sao Hỏa cho thấy hai đầu cực có băng, có các đường rãnh và núi lửa, trong đó có ngọn núi Olympus, là ngọn núi lớn nhất trong hệ mặt trời. Vậy liệu nước ở dạng lỏng liệu có thể vẫn tồn tại bên dưới bề mặt hành tinh, nơi có nhiệt độ ấm hơn không? Các nhà khoa học tin rằng khả năng tìm thấy sự sống bên ngoài hành tinh trái đất có thể nằm ngay gần kề trong hệ mặt trời của chúng ta.
Sao Hỏa, thiên thạch thứ tư so với mặt trời, có thể có nước ở dạng lỏng bên dưới bề mặt của nó, một dấu hiệu khả quan của sự sống. Những hệ thống thủy nhiệt hoàn toàn có thể xuất hiện trên Sao Hỏa bởi vì chúng ta đã nhìn thấy những núi lửa khổng lồ. Chúng ta biết rằng trên bề mặt Sao Hỏa có nhiều nước. Nguồn nhiệt đó, nguồn nước đó chính là những thành tố thiết yếu nhất cho sự sống của những vi sinh vật. Để hiểu thêm về các đặc điểm địa chất trên Sao Hỏa, nhà thiên văn sinh học, tiến sĩ Adrian Brown đã nghiên cứu các điểm nóng trên trái đất, đặc biệt là công viên quốc gia khu vực núi lửa Lassen tại Bắc California. Lý do tôi quan tâm đến công viên núi lửa Lassen là bởi vì những điểm nóng thủy nhiệt tại đây, chúng ta có thể tìm thấy các khoáng chất đang hình thành và không có tại bất kỳ đâu khác ngoài những nơi này. Những khoáng chất dầu sunfua mà bạn nhìn thấy tại các sườn đồi ở đây là những khu vực mà chúng tôi nghĩ rằng khá tương đồng với Sao Hỏa. Và thực tế là ngày nay chúng vẫn đang hoạt động càng chứng tỏ rằng chúng ta có thể hiểu thêm về sự gần gũi của chúng đối với sự sống. Những suối nước nóng được hình thành gần khu vực có núi lửa. Nằm sâu dưới lòng đất, sức nóng khủng khiếp của các buồng chứa magma núi lửa làm nước nóng lên và giải phóng ra các khoáng chất thông qua các vết nứt và các khe bên dưới lòng đất. Những vết nứt này sau đó trào lên trên bề mặt trái đất. Xung quanh suối nước nóng này là một kho báu có chứa các khoáng chất mang đầy năng lượng có thể làm bùng nổ sự sống của vi sinh vật. Một dòng nước nóng như phía sau tôi đây có thể chính là nơi chúng ta muốn được đặt chân đến trên Sao Hỏa. Những nơi như thế này có thể là những địa điểm hoàn hảo cho sự sống bắt đầu, thậm chí là nơi hình thành sự sống, những bước đầu tiên của sự sống. Chỗ này, nơi nước bắn lên qua những đường dẫn và có mang theo nhiều khoáng chất, các nguồn năng lượng lên trên bề mặt và sau đó phát tán chúng ra khắp nơi để vi sinh vật có thể thu nạp nguồn năng lượng này và phát triển. Brown nghĩ rằng nếu các núi lửa trên Sao Hỏa vẫn còn hoạt động, thì vẫn có các khu vực có hoạt động thủy nhiệt. Đó có thể là những nơi sự sống bắt đầu hoặc vẫn tồn tại ở ngay bên dưới bề mặt. Sao Hỏa là hành tinh đỏ mà chúng ta có thể quan sát từ quỹ đạo. Nhưng ngay bên dưới một lớp bụi mỏng, chúng ta nhìn thấy rất nhiều loại khoáng chất dầu sunfat mà các nhà khoa học tin rằng có thể hình thành hydro trong phản ứng nhiệt. Và chúng ta thấy những khoáng chất tương tự trong đá và những đồi núi tại khu vực núi lửa Lassen. Năm 2006, tàu thăm dò quỹ đạo Sao Hỏa mang tên Phục Hưng của NASA đã đến được hành tinh đỏ. Tàu được trang bị quang phổ kế siêu nhạy cảm biến hình ảnh Phục Hưng lên Sao Hỏa, còn được gọi là CRISM, dự kiến sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong nghiên cứu của chúng ta về Sao Hỏa. Sử dụng ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy, công cụ này đã chụp mọi dấu vết về nước ở dạng lòng cổ xưa tại Valles Marineris, một hệ thống thung lũng rộng lớn do núi lửa Olympus khoét sâu trên bề mặt Sao Hỏa. Khu vực này có thể có những hố thủy nhiệt. Sao Hỏa có thể đang nằm im lúc này, nhưng khi nó hoạt động, thì có thể chính những nguồn nước này sẽ bị chi phối bởi hoạt động của những núi lửa khổng lồ như chúng ta nhìn thấy trên Sao Hỏa ngày nay. Và Sao Hỏa có thể hình thành nên những hệ thống thủy nhiệt hoạt hóa như thế này và tạo nên một tầng gồm các khoáng chất sunfat đa dạng trên bề mặt Sao Hỏa. Sao Hỏa trước kia có những điều kiện thích hợp hơn cho sự sống chứ không như Sao Hỏa chúng ta nhìn thấy hiện nay. Hành tinh này đã nguội dần. Giờ đây nó quá lạnh lẽo và khô cằn đối với sự sống. Vì thế, nếu trước kia từng có sự sống trên Sao Hỏa, thì có lẽ cũng không còn tồn tại được trên bề mặt của hành tinh này nữa. Và có nhiều khả năng sự sống đó đã di chuyển xuống dưới bề mặt tới những môi trường thuận lợi hơn ở bên dưới lòng đất. Nhà khoa học nghiên cứu Jennifer Hellman cũng đang trên đường truy tìm sự sống trên Sao Hỏa thông qua việc tìm hiểu cách các siêu vi sinh tồn tại trong các môi trường khắc nghiệt trên trái đất. Nhưng thay vì nghiên cứu các điểm nóng trên trái đất, cô lại tìm kiếm sự sống ở những nơi lạnh lẽo.
Ngay lúc này đây, đặc biệt là tại công viên núi lửa Lassen, chúng ta đang tìm kiếm những khu vực có đóng tuyết và chúng ta đặc biệt quan tâm tới những cục tuyết này bởi vì chúng có những loại tảo tuyết sống bên trong. Vì vậy, cuối xuân, những tháng thời tiết mùa hè, bạn sẽ thấy những cục tuyết này có màu đỏ tươi, những vết sọc và dài màu đỏ chạy ngang qua chỗ tuyết và đó chính là tảo. Vì thế, thực sự là sự sống có tồn tại trong những cục tuyết này và chúng ta đang nghiên cứu những điều kiện vật lý mà loài tảo tuyết có thể thích nghi được và áp dụng đối với những cục tuyết trên sao hỏa để xem liệu những điều tương tự liệu có xảy ra đối với những cục tuyết trên sao hỏa hay không. Tàu thăm dò sao hỏa mang tên Global của NASA gần đây đã phát hiện ra các rãnh trên sao hỏa. Đây có thể là những gì còn lại của những tảng tuyết trước kia. Chúng ta đang xem xét những bức ảnh để nghiên cứu hiện tượng này. Liệu những tảng tuyết này có thể tan chảy, tạo ra nước ở dạng lòng và cũng có khả năng là môi trường cho sự sống phát triển hay không? Để hiểu thêm về những tảng tuyết trên sao hỏa, Hellman đã tiến hành những thử nghiệm tại công viên núi lửa Lassen. Đây là các bước chuẩn bị của chúng ta để đo đạc nhiệt độ và ánh sáng đi qua tảng tuyết. Và những gì chúng ta đang làm là dùng phương pháp này để tìm hiểu những điều kiện vật lý bên trong tảng tuyết cho phép tảo tuyết phát triển. Mùa đông năm nay, dụng cụ này sẽ bị tuyết bao phủ và bị vùi lấp tại đây. Và vì chúng ta có những bộ cảm biến gắn vào một đầu ở đây, chúng ta có những bộ cảm biến độ ẩm ở đây và đây nữa. Những chiếc máy nhỏ bé này chỉ là những bộ cảm biến nhiệt, và ở trên cùng chúng ta có một bộ cảm biến ánh sáng để đo lượng bức xạ của mặt trời đi vào. Và dưới đây, trong cái ống này, chúng ta có một máy đo lượng nước mưa và thiết bị này sẽ đo đạc lượng nước ở dạng lòng chảy vào bên trong cái ống này. Loại tảo tuyết mà chúng ta đang thấy ở đây phát triển trong những môi trường có nhiệt độ rất thấp như thế này. Nó vẫn đang rất thoải mái trong nhiệt độ 0 độ C. Nó đang rất hạnh phúc với môi trường nghèo chất dinh dưỡng như trong cục tuyết này. Một khi chúng ta đã hiểu được những điều kiện sự sống có thể phát triển ở đây trong cục tuyết tại khu vực Lassen này, thì chúng ta có thể tiến hành các nghiên cứu các cục tuyết trên sao hỏa. Và nếu chúng ta có thể tìm thấy những điều kiện tương tự trên sao hỏa, bạn sẽ phải tự hỏi là nếu những cục tuyết trên trái đất có sự sống trong nó, thì liệu trong những cục tuyết trên sao hỏa có xuất hiện điều tương tự hay không? Ngoài những đường rãnh trên sao hỏa, khu vực rộng lớn tại hai đầu cực cũng có thể là nơi sự sống tồn tại trên sao hỏa. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, NASA đã phóng tàu vũ trụ mang tên Phoenix lên sao hỏa. Khi nó đến được hành tinh đỏ vào đầu tháng 6, nó sẽ kiểm tra hai cực đầy băng này. Trên tàu vũ trụ này, những cánh tay đào của robot sẽ lật xới những tầng nước đá để tìm kiếm các hợp chất hữu cơ, những thành tố thiết yếu của sự sống. Chúng ta có thể đi tới những vùng cực trên sao hỏa, khoan sâu xuống lớp băng cổ đại và mang lên những vi sinh vật đã chết. Chúng sẽ bị lộ ra bằng phương pháp bức xạ. Nhưng chúng ta có thể, bằng cách nghiên cứu tính chất sinh hóa của chúng, khôi phục và dựng lại chúng. Nhưng thậm chí nếu sao hỏa có nước ở dạng lỏng, liệu nó đã từng tồn tại các loài sinh vật lớn hơn hay chưa? Trong khi tìm kiếm sự sống tương tự như trên trái đất trong hệ mặt trời của chúng ta, các nhà khoa học tìm kiếm sự hiện diện của nước và carbon. Đó là những thành tố thiết yếu của sự sống trên trái đất. Nhưng còn có những yếu tố nào khác không? Các nhà khoa học tin rằng thuyết kiến tạo mảng chính là nhân tố thúc đẩy đa dạng sinh học và đóng vai trò như một lực lượng phòng vệ chống lại sự tuyệt chủng hàng loạt. Trên trái đất, sự trôi dạt đã tạo ra các lục địa. Không có đất liền, trái đất có thể chỉ là một thế giới nước, và như vậy, rất nhiều loài, trong đó có cả con người, có thể chẳng bao giờ xuất hiện. Vậy tại sao thuyết kiến tạo mảng lại chỉ có ở trái đất mà không có ở những hành tinh khác như sao hỏa chẳng hạn? Bởi vì sao hỏa nhỏ hơn trái đất nên có khả năng nhiệt độ bên trong của nó nguội đi nhanh hơn. Nó đã nguội đi trước khi thuyết kiến tạo mảng có thể bắt đầu trên sao hỏa. Thật may là trên trái đất đã xảy ra hiện tượng kiến tạo mảng. Và quá trình kiến tạo mảng là một hệ thống tái chế khổng lồ của hành tinh chúng ta, tái tạo những vật chất từ trong bầu khí quyển, trên bề mặt và bên dưới bề mặt, và sao hỏa chưa bao giờ biết đến quá trình đó. Quá trình kiến tạo mảng cũng giữ cho nhiệt độ trái đất luôn ở mức thích hợp bằng cách quay vòng những hóa chất giữ cho khối lượng carbon dioxide trong bầu khí quyển của chúng ta ở một mức nhất định. Nếu không có quá trình kiến tạo mảng thì không có trái đất nguyên vẹn như ngày nay, mà có thể sẽ phát triển những điều kiện thích hợp cho sự sống, và có lẽ những sự sống đa bào phức hợp phát triển rất nhanh và rồi chết đi bởi vì không có được những tiềm năng dài hạn như quá trình kiến tạo mảng đã mang lại cho trái đất.
Quá trình kiến tạo màng cũng có thể được xem như một nhân tố quyết định sự sống trên trái đất. Nhưng bằng chứng đưa ra cho thấy có thể có một dạng sống khác trên một mặt trăng của sao Thổ, vị chúa tể của những chiếc nhẫn. Trong năm 2004, tàu Cassini của NASA có nhiệm vụ bay xung quanh hành tinh khí khổng lồ mang tên sao Thổ. Một năm sau, tàu vũ trụ đã phóng tàu thăm dò Huygens của mình vào trong bầu khí quyển của mặt trăng lớn nhất của sao Thổ là Titan. Những hình ảnh thu được đã cho thấy Titan có những đặc điểm tương tự với trái đất, ví dụ như hệ thời tiết và núi lửa. Mặt trăng của sao Thổ, Titan là một nơi vô cùng phức tạp, có mưa, các dòng sông, các mùa, khí tượng và một bầu khí quyển phức tạp cùng với các phản ứng hóa học vô cùng thú vị. Một lần nữa lại không giống sự sống của chúng ta, nhưng cũng có các dòng năng lượng, các hợp chất hữu cơ và những yếu tố khác có thể tồn tại sự sống. Những dữ liệu hình ảnh từ radar đã cho thấy sự có mặt của những hồ chất lỏng trên Titan. Mặc dù là hợp chất của khí ethan và metan, nhưng chúng mang hơi hướng của nước trên trái đất 4 tỷ năm trước. Titan, mặt trăng của sao Thổ, là một nơi vô cùng lạnh lẽo, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở đây lạnh đến mức không thể có nước ở dạng lỏng. Băng ở đây cứng như đá, nước đóng băng nhưng vẫn có chất lỏng, metan và ethan ở dạng lỏng nên có thể vẫn có sự sống. Có thể sự sống không nhất thiết cần có nước ở dạng lỏng, có thể sự sống có thể tồn tại dựa trên một chất lỏng khác, metan ở dạng lỏng chẳng hạn. Nhiệt độ của Titan là âm 142 độ C, nhưng nó có một bầu khí quyển dầu nitơ, có thể sản sinh ra hydrocarbon, có thể tồn tại ở dạng lỏng trong nhiệt độ thấp hơn nữa. Vì thế, có thể Titan cũng đủ điều kiện để tồn tại sự sống, một loại vi khuẩn mới, được gọi chung là siêu khuẩn, có thể phát triển trong những môi trường khắc nghiệt. Đối với trường hợp của Titan, thì có thể là các loại vi khuẩn sinh trưởng tùy vào phạm vi nhiệt độ. Những vi khuẩn này phát triển trong nền nhiệt độ lạnh và dùng metan để sản sinh ra năng lượng. Chris McKay đã quan sát những vi khuẩn thuộc nhóm này tại các hồ phủ băng ở Nam Cực. Một số sinh vật sống tại đáy hồ, nơi những hoạt động sinh học của chúng tạo ra một vùng không có oxy và giàu các phân tử hữu cơ như metan. Một trong những hệ sinh thái rất đáng quan tâm tại Nam Cực là những hồ phủ băng nơi có lớp băng dày đến 4,5 mét. Dưới lớp băng đó là nước ở dạng lỏng. Ở nhiệt độ đó mà có nước thì cũng không có gì quá ngạc nhiên khi có tảo và vi khuẩn sống trong nước. Giống như Nam Cực, những hồ trên Titan cũng có thể có những sinh vật có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt như trong metan. Và Titan có thể cũng không phải là mặt trăng duy nhất có sự sống neo đậu. Năm 2003, tàu thăm dò vũ trụ Galileo của NASA đã có được những bức ảnh của Europa, mặt trăng của sao Mộc. Những bằng chứng cho thấy rằng nước ở dạng lỏng có thể tồn tại dưới lớp lớp vỏ đóng băng trên bề mặt. Các nhà khoa học suy đoán rằng Europa có một đại dương sâu đến hơn 80 km. Ở đó cũng có những dấu hiệu của hoạt động núi lửa. Vì vậy, nước đang đóng băng trên mặt trăng Europa có thể được làm ấm lên để chuyển sang thể lỏng thông qua các lỗ thông khí của núi lửa trên thềm đại dương. Và hoạt động này của núi lửa có thể góp phần tạo ra những hóa chất cần thiết cho sự sống. Chúng ta có những bằng chứng thuyết phục rằng bên dưới bề mặt đóng băng ấy là một đại dương. Nước trong đại dương, nước có thể là sự sống. Và chúng ta cũng có những bằng chứng cho thấy rằng có thể có những nguồn năng lượng trên Europa. Như vậy, tất cả những thành tố cần thiết cho sự sống dường như đều đã đủ cả. Lớp băng trên bề mặt của Europa rất dày, có lẽ phải đến gần 10 km, vì thế tàu vũ trụ của chúng ta sẽ khó có thể khoan xuống được đại dương của nó trong tương lai gần. Tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ thiết thực tới Europa có thể là tìm kiếm trên bề mặt những bằng chứng về các sinh vật có thể được đưa lên bề mặt thông qua các khe nứt và những hố trên bề mặt.
Chúng có thể đã chết, nhưng chúng vẫn là những bằng chứng về sinh học. Và chúng ta có thể nghiên cứu chúng. Hệ mặt trời của chúng ta có rất nhiều địa điểm đáng chú ý, vô cùng phong phú, và chúng ta chẳng nên gượng ép áp đặt sự sống cho đến khi chúng ta đã tìm kiếm thật xa, bởi vì chúng ta còn chưa thực sự biết là chúng ta đang tìm kiếm điều gì. Được trang bị những công nghệ hiện đại, các nhà thiên văn sinh học đã mở rộng những công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất của mình. Chiến tuyến tiếp theo bao gồm toàn bộ dải ngân hà của chúng ta và thậm chí còn xa hơn thế nữa. Ngành thiên văn sinh học đang thúc đẩy những giới hạn của khoa học hiện đại. Những nhà nghiên cứu giờ đây đã có những công cụ công nghệ cao để định vị những hành tinh xa xôi. Đây là những hành tinh tồn tại bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Những hành tinh xa xôi này cần phải vượt qua vài bài kiểm tra mới có thể được coi là thích hợp cho những sự sống giống như trên trái đất. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nằm trong khoảng cách cho phép so với một vì sao, như mặt trời của chúng ta chẳng hạn, để có thể tồn tại nước ở dạng lỏng. Vì sao của chúng ta vừa khớp như vậy, không quá nóng và cũng không quá lạnh, và vì thế chúng ta vừa vặn ở đúng vị trí hoàn hảo nhất để sự sống có thể tiến hóa được. Năm 2008, NASA dự định phóng một kính viễn vọng không gian có tên gọi là Kepler để tìm kiếm sự sống tại những hành tinh có kích cỡ bằng trái đất. Những công cụ trên tàu vũ trụ này có khả năng dò tìm những hành tinh xa xôi bằng cách đo đạc những thay đổi trong đường vòng cung ánh sáng của một vì sao khi một hành tinh đi qua giữa vì sao đó và tàu vũ trụ. Jeff Marcy là một trong những chuyên gia săn tìm hành tinh hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi ước tính có khoảng 50 tỷ hoặc 60 tỷ hành tinh giống như trái đất chỉ riêng trong dải ngân hà của chúng ta thôi. Và hãy nhớ rằng dải ngân hà của chúng ta chỉ là một trong hàng trăm tỷ thiên hà bên ngoài kia, những thiên hà ít nhiều giống với thiên hà của chúng ta. Như vậy, số lượng những hành tinh giống như trái đất trong vũ trụ của chúng ta gần như là không đếm hết được. Nhưng việc định vị những hành tinh xa xôi chỉ là một nửa cuộc chiến đối với một nhà thiên văn sinh học. Trong 20 năm tới, NASA sẽ phóng tàu dò tìm những hành tinh có sự sống. Sự tập hợp những kính viễn vọng không gian siêu nhạy này sẽ thực sự giúp chúng ta nhận ra được liệu một hành tinh có những khí trong bầu khí quyển thích hợp cho những sự sống giống như trên trái đất là hơi nước, carbon dioxide, methane và ozone hay không. Với viễn cảnh đó, chúng ta có thể mang ánh sáng từ hành tinh đó về, phát tán với tất cả các màu sắc và bước sóng như xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, đỏ và thậm chí cả tia hồng ngoại, rồi phân tích ánh sáng đó phục vụ cho việc nhận dạng các thành tố hóa học, hoặc thậm chí là cấu trúc sinh học của hành tinh đó. Những gì chúng ta có thể tìm thấy là những dấu hiệu của sự sống ở rất nhiều dạng, ví dụ như oxy. Để phục vụ cho sự sống ở quy mô lớn hơn giống như trái đất, thì một mặt trăng hoặc một hành tinh cần khí oxy. 3 tỷ 400 triệu năm trước, sự sống duy nhất trên trái đất của chúng ta là những vi sinh vật đơn bào. Nhưng khi dạng sống nguyên thủy này hấp thụ năng lượng từ mặt trời, nó đã hình thành một chất màu xanh gọi là diệp lục. Chất này đã thúc đẩy quá trình quang hợp, một phản ứng hóa học giúp chuyển đổi carbon dioxide và nước thành năng lượng và thải ra khí oxy. Sinh vật đơn bào tiến hóa thành vi khuẩn, một trong những cấu trúc xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Vi khuẩn này đã bơm một lượng lớn oxy vào trong đại dương và không khí. Những sự sống mới xuất hiện, ngày càng đa dạng và phát triển thành những sinh vật đa bào, có kích cỡ lớn hơn, và cuối cùng là con người xuất hiện. Trái đất sẽ không thể có oxy trong bầu khí quyển nếu không có các loại thực vật để thực hiện quá trình quang hợp, sản sinh ra khí oxy, có thể làm oxy hóa đá và mất đi. Như vậy, oxy chính là đấng tạo vật trên trái đất. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu một hành tinh khác giống như trái đất và phát hiện ra có khí oxy trong bầu khí quyển, thì đây có thể là một dấu hiệu quan trọng, tuy chưa phải là quyết định, nhưng là một thành tố gây tranh cãi rằng hành tinh đó cũng có thể tồn tại sự sống quang hợp. Photosynthetic life.
Tại trung tâm nghiên cứu ANES của NASA, nhà thiên văn hóa học Lee Bibow và những đồng nghiệp của mình đang nuôi cấy những hệ sinh thái có oxy trong nhà kính. Chúng là những con bọ nhỏ, những cộng đồng sinh vật nhỏ bé phức tạp, thường được tìm thấy trên những bề mặt trầm tích pha cát và bùn trong nước mặn và các bãi biển nhiều carbonat. Những con bọ này là những hệ sinh thái sống cổ xưa nhất mà chúng ta biết được trên trái đất. Bibow muốn biết liệu những vi sinh vật này có thể tồn tại ở những hành tinh khác, sản sinh ra oxy, vì thế có thể giúp cho sự sống tiến hóa không? Chúng ta biết rằng, với quá trình sản sinh ra oxy thông qua sự quang hợp, những hệ sinh thái bé nhỏ này, đặc biệt là vi khuẩn cyanua, bắt đầu thay đổi bầu khí quyển của chúng ta. Chúng tôi cũng rất tò mò không biết quá trình đó diễn ra như thế nào, chuyển đổi như thế nào, các vi sinh vật có thích nghi và phát tán như thế nào để đa dạng hóa và lấp đầy rất nhiều nơi trên hành tinh của chúng ta. Điều này rất quan trọng đối với việc quyết định thứ chúng ta sẽ tìm kiếm trên các hành tinh khác, ví dụ như sao hỏa hay những hành tinh ngoài trái đất khác. Nếu sự sống tồn tại rất xa bên ngoài thiên hà của chúng ta hoặc tại những thiên hà xa xôi, liệu nó có thực sự giống như sự sống trên trái đất không? Trên hành tinh của chúng ta, tất cả các dạng sống đều có DNA, một chuỗi phân tử mang mã gen của mọi dạng sống. Nó cho phép sự sống nhân lên và chia nhánh, tạo nên cây gia phả của sự sống. Nhưng liệu có thể có dạng sống nào khác như vậy không? Có thể có những sự sống ở một thế giới khác vẫn trên cơ sở của nước và carbon nhưng không có DNA gì hết. Có thể chúng dùng dạng phân tử khác để lưu giữ thông tin. Như vậy thì thật thú vị. Và liệu có sự sống mà không cần DNA, carbon hay nước không? Có thể sự sống trên hành tinh chúng ta tương đối đặc biệt nếu so sánh với những gì có thể có trên những hành tinh khác, những nơi có sự sống ở dạng siêu việt hơn. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đang tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực thiên văn sinh học. Họ đang tìm kiếm sự sống ở dạng không thông minh. Họ chủ yếu đi tìm các vi sinh vật, hoặc có thể là những sinh vật lớn hơn một chút. Một số nhà thiên văn sinh học muốn được đối mặt trực diện hơn với một thứ gì đó chứ không chỉ là một vi sinh vật. Họ đang tìm kiếm sự sống thông minh mà có lẽ còn thông thái hơn cả chúng ta. Họ tìm kiếm những sự sống vượt lên trên những loài vi khuẩn nhỏ bé. Trong thiên văn sinh học, một nhóm các nhà khoa học muốn được tiếp xúc với một thứ gì đó lớn hơn thế nữa. SETI đang tìm kiếm sự sống thông minh ngoài vũ trụ, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Họ không những phải thông minh mà còn có tiềm lực về công nghệ. Viện nghiên cứu và tìm kiếm sự sống thông minh ngoài trái đất, viết tắt là SETI, sử dụng công nghệ radio để lắng nghe những âm thanh lọt ra từ những nền văn minh ngoài trái đất. Công việc này dựa trên tiền đề cho rằng con người cần phải giao tiếp. Vì thế, có lẽ những nền văn minh ngoài trái đất cũng muốn gửi đi những thông điệp của mình. Những gì chúng tôi làm đơn giản là cố gắng lắng nghe những tín hiệu, có thể là sóng radio chúng ta có thể bắt bằng anten hoặc những tia sáng laser lóe lên. Họ có thể sử dụng những tia laser với cường độ lớn để tạo xung ánh sáng về hướng của chúng ta. Tôi không phải con người, tôi là một sinh vật. Tôi là Seth Sotak, thuộc Viện Nghiên cứu SETI. Chúng tôi có nhiệm vụ tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của sự sống trong vũ trụ. Và tôi là Molly Bentley. Chào mừng các bạn đến với chương trình Liệu Chúng Ta Có Đơn Độc. Chúng tôi sẽ nhắc cho bạn nhớ rằng còn nhiều sự sống nữa chứ không chỉ bó hẹp trong những gì bạn nhìn thấy tại vườn thú nơi mình sinh sống. Tại SETI, nhà thiên văn học kỳ cựu Seth Sotak dẫn một chương trình thường xuyên trên sóng radio được phát đi. Chúng tôi đang làm nhiễu sóng đi. Có rất nhiều cách để cùng song hành với bạn. Bạn đang nghe chương trình Cho Tôi Một Vi Sinh Vật. Sotak dẫn trực tiếp những thông tin khoa học hữu ích để không chỉ trên trái đất, mà những nền văn minh tiên tiến khác cũng có thể có phương tiện bắt được. Tôi là Cynthia Phillips. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
Chúng tôi thích sử dụng radio đến mức chúng tôi đã bắt đầu phát chương trình định kỳ hàng tuần và theo một cách hiểu thì chúng ta phát tín hiệu đi. Có rất nhiều người quan tâm đến SETI bởi vì mọi người đều quan tâm đến chủ đề người ngoài hành tinh giống như người ta hứng thú với những thông tin liên quan đến khủng long. Mọi người luôn quan tâm đến điều đó. Vì thế chúng tôi đang cố gắng để tận dụng được cốt lõi là họ có thể sẽ quan tâm đến những gì chúng tôi đang cố gắng để thu hút họ đến những chủ đề có tầm rộng hơn trong khoa học và công nghệ. SETI đã lắng nghe những tín hiệu này kể từ những năm 60 nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ người ngoài hành tinh. Chính điều này đã khiến mọi người hoài nghi. Và chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều hành tinh có sự sống. Tôi đoán rằng sự sống thông minh chắc cũng hiếm thôi, và nếu có thì họ cũng sẽ không thông thái theo kiểu giống như con người, nhưng chắc hiếm lắm. Nhưng một lần nữa, đó cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Những người ngoài hành tinh có thể đến được đây còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Những cơ thể bình thường không thể làm được điều đó. Và điều đó có nghĩa là bởi vì chúng ta mới chỉ truyền tín hiệu đi trong vòng có 60 năm, nên chưa có những vị khách đến với chúng ta từ một hành tinh cách xa chúng ta hơn 30 năm ánh sáng. Số lượng những ngôi sao trong phạm vi 30 năm ánh sáng khá nhỏ. Vũ trụ của chúng ta đã hơn 12 tỷ năm tuổi. Hành tinh trái đất mới chỉ tồn tại được 4 tỷ 600 triệu năm. Vì vậy, còn có những hành tinh có trước chúng ta cả hàng triệu, hàng tỷ năm. Vì thế, nếu có sự sống bên ngoài dải ngân hà của chúng ta, thì nhiều khả năng nó có thể tiên tiến hơn chúng ta đến hàng tỷ năm. Tôi nghĩ rằng những sinh vật thực sự thông thái bên ngoài đó, nếu có vô tình nhìn thấy chúng ta, có thể nghĩ về chúng ta giống như cách chúng ta đánh giá về loài kiến hoặc vi khuẩn, những dạng sống ở dạng sơ khai. Bất kỳ ai chúng ta sẽ gặp cũng có thể tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều, hay ít nhất là chắc chắn cũng già hơn chúng ta nếu xét về bề dày của nền văn minh. Nếu những nền văn minh thông minh có tồn tại bên ngoài trái đất thật, thì không biết trông họ thế nào? Nếu chúng ta tìm thấy sự sống thông minh trong vũ trụ, thì đó chắc là vượt qua ngưỡng thông minh sinh học và tiến đến trí tuệ nhân tạo. Một cỗ máy tư duy có thể tương đương với hàng triệu năm tiến hóa trước chúng ta hiện tại. Ai mà biết được cỗ máy đó sẽ thế nào? Tất cả những gì bạn biết chỉ là nó thực sự vô cùng thông minh. Chẳng có lý do gì mà lại không có những cỗ máy từ những thế giới khác đến do thám hành tinh của chúng ta, bay vào không gian của chúng ta, hoặc thậm chí là cố gắng giao tiếp với chúng ta theo một cách nào đó. Liệu chúng ta sẽ tìm ra dấu vết của một con vi khuẩn hay một nền văn minh công nghệ cao? Bất kỳ một khám phá nào về sự sống cũng sẽ tạo ra cả một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ và bản thân mình. Cho tới lúc đó, điều này vẫn là một trong những bí ẩn chưa lời giải đáp lớn nhất mọi thời đại. Và chúng ta sẽ được chứng kiến một vườn bách thú thực sự nếu sau này chúng ta thực sự có thể tìm ra sự sống ngoài hành tinh. Mọi hình thức mã hóa thông tin, cấu tạo phân tử, diễn biến của sự sống. Những người làm việc trong lĩnh vực này là những bộ óc siêu việt, vì vậy chúng ta có thể tưởng tượng ra việc liên hệ được với những bộ óc siêu việt ngoài hành tinh không? Và chúng ta sẽ thật sự vui vẻ nói chuyện về những công thức, nhưng cũng có thể chúng ta chỉ gặp toàn những người ngoài hành tinh xa lạ và lập dị, và khi đó chắc phải có diễn đàn kiểu khác. Như vậy mới là sự sống mà chúng ta còn chưa biết tới. Cảm ơn các bạn đã trò chuyện với tôi. Tôi là Seth Sotak của Viện SETI, nơi chúng tôi luôn lắng nghe, nhưng đôi lúc cũng phát đi những tín hiệu.